chạy xe công nghệ Grab Bigojek chiết khấu bao nhiêu phần trăm? Đối với ứng dụng Grab thì tổng chi phí các bác cầm về là sau khi mà tóm lại là tổng chi phí đối với Grab các bác bị trừ được khoảng là 34% cho đến 35% các bác nhé. Đối với Gojek là 35%, còn đối với Bee là 40%, có chuyến thì 41%. Thì ngoài cái tiền số tiền này thì các bác được khoảng một tiền hưởng, tiền một ngày thì nói ở đây thì nó dài dòng lắm. Nói chung là nếu một ngày các bác chạy thì nếu chịu khó thì được khoảng hơn 100 tiền thưởng. Bác nào mà tuyệt vời mà chịu khó hơn thì được khoảng 300 tiền thưởng. Nhưng cái tỷ lệ mà các bác mà đạt được 300 tiền thưởng thì nó khó lắm. Đấy, đối với Bee, với Gojek, với Grab đều có thưởng là xuyên giống nhau. Ngoài cái tiền thưởng ngày và thưởng tuần ra thì một tháng các bác được chiết khấu lại nếu bác có doanh thu cao và lái xe chất lượng tốt thì các bác sẽ được hoàn lại như Grab được 3%, đối với Bee thì cao nhất được 6,5%, đối với Gojek thì cũng tương tự như vậy đấy. Nhưng mà tính ra các app thì họ cũng đều xem giống nhau thôi, ví dụ cái thưởng tháng mà cao thì cái thưởng ngày lại thấp đi. Đấy là những cái em muốn chia sẻ các bác để các bác biết được chiết khấu như nào và thưởng như nào các bác nhé. Không hiểu đâu các bác đặt câu hỏi phía dưới em biết thì em trả lời cho các bác.